Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 3 tháng 7, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cho biết qua công tác điều tra trinh sát trên không gian mạng, đơn vị phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá thông qua trang web bóng88.com. Cục Cảnh sát Hình sự đã chỉ đạo phòng phòng ngừa điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội, xác lập chuyên án, phối hợp với các đơn vị tiến hành xác minh, đấu tranh triệt phá. Ngày 1 tháng 7, Cục Cảnh sát Hình sự chủ trì phối hợp với Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đồng loạt thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp bắt giữ nghi phạm cầm đầu đường dây là Cao Đình H, 33 tuổi trú tại tỉnh Khánh Hòa. Tại cơ quan công an, bước đầu H khai nhận đã sử dụng tài khoản cấp siêu tổng đại lý Supermaster DZXX cùng 18 nghi phạm khác tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Theo cảnh sát, các nghi phạm đã sử dụng tài khoản để cá độ nhiều trận bóng đá ở các giải khác nhau trong đó tại giải Euro 2024, Copa America, nhóm này đã cá độ có trận bóng đá với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng, hắt khai các nghi phạm trả tiền thắng thua cá độ bóng đá vào ngày thứ hai hàng tuần thông qua trả tiền mặt trực tiếp hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an xác định thời điểm kiểm tra tài khoản siêu tổng đại lý DZXX trong thời gian từ tháng 2 năm 2024 đến tháng 7 năm 2024, tổng số tiền nhóm này sử dụng để đánh bạc khoảng 500 tỷ đồng. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra mở rộng đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này. Trước đó vào đầu tháng 6 năm 2024, Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang tiếp nhận trình báo của anh Lý Ti Đê, 44 tuổi trú ở tỉnh Bắc Giang về việc vào khoảng đầu tháng 5 năm 2024 qua sử dụng Zalo, anh Đê thấy có người đăng thông tin bán nhiều xe ô tô cũ trong đó có một xe ô tô nhãn hiệu Kia Morning đời 2008 màu bạc, biển kiểm soát 99A12189. Anh Đê đã gọi điện qua Zalo hỏi mua xe ô tô trên để làm xe tập lái. Sau khi thống nhất, chủ xe đồng ý bán cho anh D xe ô tô trên với giá 49 triệu đồng, đồng thời yêu cầu anh D đặt cọc 40 triệu đồng bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng và thỏa thuận nhận xe tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Tuy nhiên, sau khi anh D chuyển tiền thì đối tượng không thực hiện giao xe thỏa thuận mà chiếm đoạt luôn số tiền đặt cọc. Qua giả soát xác minh, Công an huyện Lục Ngạn xác định đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo trên là Đỗ Ngọc Tê, 39 tuổi, trú tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, là đối tượng sử dụng tài khoản Zalo Thịnh, Bắc Ninh. Đến ngày 27 tháng 6, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Lục Ngạn phát hiện đối tượng T đang lẩn trốn tại nhà trọ thuộc địa phận xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Cùng ngày, Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đã tiến hành triệu tập và đưa đối tượng về trụ sở Công an huyện để tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng. Tại cơ quan công an, bước đầu, đối tượng Đỗ Ngọc T thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận đã lừa đảo khoảng 10 người với số tiền ước tính 400 triệu đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ việc để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Ngày 3 tháng 7, Công an huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội cho biết đang điều tra xác minh vụ người phụ nữ bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng khi được mời làm cộng tác viên thanh toán đơn hàng online. Vào ngày 24 tháng 6, công an huyện Đan Phượng nhận được đơn trình báo của chị H, sinh năm 1988 ở huyện Đan Phượng về việc chị bị lừa khi tham gia làm cộng tác viên online. Cụ thể, đối tượng mời chị H làm nhiệm vụ thanh toán các đơn hàng sẽ được hưởng hoa hồng lên đến 50%. Trước lời mời chào hấp dẫn, chị H đã tham gia làm theo hướng dẫn của các đối tượng, chuyển gần 1 tỷ đồng nhưng không rút lại được. Lúc này chị H mới biết mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo. Từ vụ việc nêu trên, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Đây không phải là thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác sập bẫy chiêu trò này. Khi làm cộng tác viên thanh toán đơn hàng cho các công ty doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa dịch vụ, người dân cần hiểu rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác. Nếu phát hiện trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh ngăn chặn và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Ngày 3 tháng 10, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với ông Đinh Chí Mờ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà HDTC về tội tham ô tài sản. Cơ quan điều tra khởi tố bổ sung đối với ông Đinh Trường C về cùng tội danh trên. Đây là diễn biến mới trong quá trình điều tra các sai phạm xảy ra tại công ty HDTC. Quá trình điều tra mở rộng vụ án, một số cá nhân có liên quan đến vụ án đã tố cáo ông Đinh Trường C về các sai phạm trong quá trình điều hành công ty HDTC. Kết quả điều tra xác định mặc dù khách hàng đã thanh toán hợp đồng nhận chuyển nhượng nền đất tại dự án khu đô thị An Phú An Khánh, nhưng ông Đinh Trường C lấy nhiều lý do để tự đơn phương chấm dứt hợp đồng và không thực hiện bàn giao các nền đất này cho người dân. Với thủ đoạn trên, ông Đinh Trường C đã chiếm đoạt các nền đất trên để chuyển nhượng lại cho các cá nhân khác với số tiền hàng trăm tỷ đồng. Vụ việc đang được công an điều tra xử lý. Liên quan vụ camera giấu kín quay lén tại phòng trọ ở phường Nghĩa Đô, chiều ngày 3 tháng 7, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự phối hợp cùng các đội nghiệp vụ của Công an quận Cầu Giấy tiến hành xác minh. Theo cơ quan chức năng trưa ngày 2 tháng 7, Công an phường Nghĩa Đô nhận được đơn trình báo từ chị NTTH, 24 tuổi, quê ở tỉnh Bắc Giang, về việc phát hiện ổ điện tại khu vực nhà tắm trong phòng trọ có gắn camera giấu kín ghi hình trộm. Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, cảnh sát địa phương đã xuống hiện trường thu thập thông tin và thu giữ tăng vật liên quan. Tại khu vực phòng tắm nằm trong phòng trọ mà chị Hát thuê ở tầng 3, lực lượng chức năng ghi nhận ổ điện đã bị gắn camera dấu kín một cách tinh vi. Chị Hát cho biết đã sinh sống tại đây được khoảng 6 tháng, sự việc khiến cô gái sợ hãi về việc lộ lọt các hình ảnh nhạy cảm của cá nhân công an phường nghĩa đô đã triệu tập các bên liên quan để xác minh đồng thời áp dụng các biện pháp kiểm tra để ngăn chặn việc lộ lọt hình ảnh từ dữ liệu chiếc camera ra bên ngoài